chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Xin chào. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó là mẹ Minh. Nè, mẹ Minh sẽ chào lại. Xin chào mấy mấy bạn. Nhân hôm nay là rằm tháng 3. Đúng rồi, hôm nay là rằm tháng 3. Nên là mình và mẹ mình quyết định sẽ hướng dẫn cho các bạn một món chay mà chúng ta chỉ cần chuẩn bị có 5 phút thôi để chúng ta có thể có một ngày ăn chay thật là an toàn, vệ sinh và thật là nhanh nữa nhé. Bây giờ nguyên liệu của cái món ăn chay hôm nay á là con gái mình nó cũng hay ăn, cho nên là thôi kệ nó. Mình trong lúc dịch như vậy mình cũng chẳng làm cái gì, thì thôi mình rảnh rỗi mình làm rồi vừa con gái mình ấy vừa làm rồi mình cũng vậy rồi ăn luôn. Cái con ăn chay luôn, mình chay mạnh thì ăn hết. Đó, bây giờ nguyên liệu của nó là chả, bánh tráng, cái này là bắt buộc là phải có này. Đó, bánh tráng rồi. Ủa mình có cần mua cái loại này không hay là có loại nào khác không? Nói chung là loại này có nhiều loại lắm á, tráng chay thì cũng có nhiều loại. Đó, cho nên là mình thích quấn cái đó. Các bạn ăn cái nào quen rồi thì mình cứ quấn cái đó chứ không có buộc là cái này nha. Cái này là đậu xanh này, đậu xanh mình cà vỏ rồi. Xong rồi mình đem đi hấp. Đó, mình đã cà hấp chín hết đậu xanh ở đây rồi nha các bạn nha. Đây là đậu phun trắng. Đây. Đó, phun trắng cũng đã được rửa sạch rồi đem đi hấp chín rồi nha. Đây là nấm mèo. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Cái này nấm mèo hay còn gọi là mộc nhĩ cho bạn nào không biết nha. Nè. Nấm mèo này khi mình mua thì nó sẽ ở dạng khô, xong rồi về mình sẽ ngâm nước lạnh hoặc là nước ấm, nước nóng gì đó, nó gì cũng được. Xong rồi nó sẽ nở ra như thế này, rồi rửa qua rửa lại cái lần cho nó sạch cái. Còn cái này á là cải ngọt mình luộc sẵn đi rồi đó. Đó, mình luộc sẵn thì để tí nữa mình ăn kèm. Để tiết kiệm thời gian cho mọi người á thì mình đã luộc sẵn cải ngọt rồi nè. Nên là mấy cái này đơn giản thôi, luộc chút thôi, đó. Mì này là mẹ mình mua cho mình á, mình không biết. Mì này là mì dạng như là mì trứng á, nhưng mà cái mì này là người ta làm hoàn thánh mì á, cho nên là ăn nó ngon hơn là cái mì trứng mà trong cái bị mà gói cục xong rồi người ta nấu lỏng nó rồi á. Còn cái này là hoàn thánh mì. Nhưng mà nếu như các bạn không có hoàn thánh mì thì mình nghĩ là mình vẫn có thể thay được bằng mì trứng đúng không? Mì trứng mình được. Ok, nhìn lại nha. Rồi. Giá vị ở đây chúng ta cần cũng rất đơn giản thôi các bạn, nhà nào có ớt nè, đó. Ta đang ớt gì lấy ớt đó. Muối nè. Và đây đường. Nè, đường trắng, đường vàng, đường gì cũng được, có đường là đường. Thì đó thì bây giờ mình đã rửa sạch cái nấm mèo rồi nè. Thì bây giờ mình phải cắt những cái gốc của nó đi nè mấy bạn. Mình phải cắt cái gốc của nó đi nè. Cắt cái gốc đi đã nha, tại vì cái gốc này nó vừa dơ mà nó vừa cứng nữa. Nên là xong mình sắp chỉ hết ra. Mình không thái chỉ, mình sắp miếng bự bự. Chung là miếng bự bự thì nó không ngon. Thái chỉ ra thì nó thấm ăn nó đỡ lườn cần. Rồi nếu mà mấy bạn mà thích ăn nữa thì mình mua cái củ khoai môn nó thì mình bỏ vào nó cũng ngon lắm. Tại vì nhà mình đây bữa nay cũng còn có hai mẹ con ở nhà thôi, cho nên là mình cũng không có dám cho nhiều thứ. Chứ còn thật chất với cái chả rang chay này á là mình cho thêm chẳng hạn là khoai môn này sắp chỉ ra nó cũng ngon. Đó. Với lại tiêu chí của bữa ăn hôm nay là chúng ta tận dụng tất cả những gì có sẵn trong tủ lạnh đó. Chứ bây giờ đang cách ly toàn quốc mà mình cũng không thể nào chạy qua chạy lại để kiếm cái đồ đó được. Nên là mình cứ có cái gì mình xài đó thôi các bạn. Nếu đây là có nấm mèo thì mắm mèo là đa số là bắt buộc phải có thôi, tại vì có cái độ giòn đó. Còn ví dụ như mình mà cho thêm khoai môn nè, rồi cái nấm rơm nè, nó là cái nấm cũng ngon lắm, sắc ra sắc chỉ trong gói chung vô nó cũng ngon. Nhưng mà tại vì mẹ con mình ở nhà cũng có hai mẹ con như vậy đó, cho nên mình cũng chẳng muốn gói nhiều. Mà một phần hai nữa là trong thì mình cũng ít có đi ra ngoài đó, chứ còn đúng ra là mình muốn gói cái đó mình cũng ngon. Mẹ mình đúng đầu tư luôn, chứ bình thường có mình nên mình chỉ quấn có đậu xanh với cái vỏ đó là mình ăn thôi. Mặc dù hồi nãy mình nói là mình chuẩn bị 5 phút đúng không, thì các bạn sẽ hỏi là ủa làm cái chả ram này không đầy 1 tiếng rồi. Nhưng mà chả ram này khi mà các bạn quấn xong á thì mình hoàn toàn có thể để ở trong tủ lạnh ngăn đá, để mình để đó mỗi lần mà mình thích đó, thì mình đem chiên lại. Rồi rau thì luộc lên sẵn đó thì mọi thứ nó chỉ 5 phút thôi, nó chỉ tốn cái công mình chuẩn bị lúc đầu thôi.
Nè, mình đã sắc xong nấm mèo, các bạn có thấy không? Nó chịu 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 đó. Tiếp theo mẹ mình sẽ tiến hành làm phần nhân nha. Cái đậu khuôn thì mình mua cái đậu nghiên miếng như vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ chung với nấm với nái, mình bỏ gia vị vô. Mình bỏ gia vị vô, mình sẽ bóp. Mình nghĩ là vì là đồ chay nên là mình chỉ cần nêm một xíu muối với lại một xíu đường thôi. Muối nó sẽ giúp cho cái hương vị của mình nó đậm đà hơn. Bỏ chút đường vô. Ý thôi nghe các bạn không, nó sẽ cháy. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn cái này lên, thêm tiêu vào đây nha. Tùy các bạn thích ăn cay hay không, nhưng mà mình nên có một chút tiêu cho nó thơm. Đó. Nếu ăn cay lên các bạn cho nhiều tiêu. Thêm đường đi, tại vì mình làm để trữ sẵn mà nên nó nhiều đậu lắm. Cái muối này không cần. Trong lúc mẹ mình trộn cái này với mình thì mình sẽ tiến hành pha nước chấm. Nước chấm thì chúng ta sẽ có xì dầu này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tấm nước pha nước chấm. Mình nhanh ơi là nhanh, mà lười ơi là lười, chứ mình cũng có thể làm được nha. Còn mà nếu như các bạn quá kỹ tính thì mình cần phải băm xay giã nấu thì cái đó là tùy sở thích các bạn thôi. Còn đây tiêu chí của mình đó là 5 phút. Đầu tiên là xì dầu, sau đó là đường, rồi cuối cùng đó là ớt sắc. Xì dầu. Đó. Vấn đề ở đây chỉ là các bạn nếm nếm các bạn có muốn ăn cay hay không, hoặc là khẩu vị của các bạn có muốn ăn nó đậm hay là muốn ăn nhạt hay là sao đó tùy các bạn. Xong, chúng ta đã xong nước chấm. Quay nhanh gọn của mình. Quay nó lên. Cái này các bạn thích ăn thêm chanh hay là cái gì đó thì mình hoàn toàn có thể gia giảm cho khẩu vị của mình nhé. Nhưng mà vì mình đã nói rồi đó thì chỉ là đơn giản và rất là nhanh, thuận tiện cho chúng ta những người ăn cay nên là vậy thôi. Bánh này, các bạn thấy không? Cái này tên của nó là bánh bánh tráng sốt bò bía đậu xanh. Thì chiên lên nó sẽ giòn và ăn nó có vị đậu xanh nữa, nó rất là ngon luôn á. Nhưng mà bình thường mình thấy mình cũng thích ăn cái loại mà nó gói trong cái lá chuối xong rồi mình cắt làm tư, cái loại đó thì nó dài, nó dai hơn, còn cái loại này thì nó sẽ giòn hơn. Cái này thì mình bỏ cỡ muỗng này vừa đậu vừa nấm rồi đó, mình cuốn. Mình cuốn cuốn vô là nó vừa với một cái như vậy thôi. Nếu mà mấy bạn thích nhỏ hơn thì mình lại cuốn nhỏ hơn tí. Nói chung là mẹ con mình như thế này được, cái uống đậu đi kinh như vậy á. Quan trọng là tùy các bạn thích chịu nghĩ xôi thịt hoặc là không xôi thịt thôi. Thêm một cái này nha. Đó. Bỏ vô. Cuốn lại. Món này là dành cho tất cả những cô gái như mình không khéo léo. Và đó. Chúng ta hoàn toàn có thể gói rất là đơn giản. Đó. Miễn sao chúng ta có thể ăn là được. Các bạn có thấy ai không? Đây là con nhỏ bên hàng xóm. Nó thấy mỗi lần mình bày ra mình qua là nó sẽ qua nó xin ăn. Nhưng mà nó xin ăn rất là chậm, nó kêu méo 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 thì nó không chai được. Nhưng mà vẫn xin ăn. Nên là lo các bạn có thể nghe được tiếng méo méo của nó ăn. Nếu mình quay gần thì nó sẽ chạy đi. Đó, cho các bạn xem. Một con nhỏ xin ăn. Và với vấn đề chính thì mình sẽ phụ mẹ mình gói bánh. Tại vì mình biết là nếu như để một mình mẹ mình gói thì bữa sau mình không thể nào nhờ mẹ mình được. Các bạn có thấy không? Cái cuốn bánh này y kinh mình dễ bơi lung lung vô mặt mặt đó. Thường thì mình sẽ ăn chay vào 15 và 11 hàng tháng. Còn mẹ mình đó là về bán quán nên là mẹ mình ít ăn. Nhưng mà khi nào mà có thể thì mẹ mình sẽ cố gắng ăn chay chung với mình. Mọi khi thì mình sẽ hay ăn cái gì đơn giản thôi. Ví dụ như ra tiệm ăn hoặc là ở nhà ăn bún xì dầu ấy. Nhưng mà mấy ngày nay rảnh này ở nhà xong rồi cách ly cái bày ra làm chung. Tiện thể hai mẹ con để nó luôn, để dành nó lâu lâu mà mình thèm mình ăn á. Tại vì cái chả ranh cay này nè nó không có như là chả ranh thịt. Ăn cái vị đậu xanh nó bùi bùi mà nó ngon á. Chứ nó không có bị ngấy như chả ranh thịt đâu. Bây giờ nói chung là thời đại bây giờ hạn chế thịt bớt thì nó cũng tốt hơn. Chứ cũng không có ăn. Không có, tại ngày xưa là lâu mới được ăn thịt bữa. Chứ giờ hầu như bữa cơm nhà ai mà ăn thịt cá cái. Cho nên thôi mình làm thay đổi những cái món này mình ăn nó cũng đỡ ngán, là phần thì nó cũng đỡ mập. Mình biết là đỡ ngán thì có, nhưng mà đỡ mập mình không chắc. Như tại vì nhiều khi đồ chay á nó còn ngon hơn cả đồ mặn nữa, thì ngon quá chúng ta ăn nhiều không biết là đỡ mập hay không. Cái đó thì để xem.
Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tốt hơn khi mà các bạn thêm vào cái chế độ ăn hàng ngày của mình nhiều rau củ quả hơn á, thì nó tốt cho cơ thể nè, da dẻ cũng sẽ hồng hào hơn, ít mụn hơn nữa. Thấy là có cải ngọt đúng không? Nhưng mà thực chất thì chúng ta hoàn toàn có thể thay cải ngọt bằng bất kỳ cái loại rau nào mà mình muốn, như là súp lơ nè, cải thảo cũng được, cải xanh cũng được, mà nó hơi đắng. Nếu như mà các bạn có xuống Sài Gòn đó, thì các bạn sẽ thấy là cái món này hay được bán ở vỉa hè đó. Giá thì nó cũng không mắc lắm đâu, nhưng mà đương nhiên thì nó sẽ không có đảm bảo được an toàn với lại chất lượng như là khi mà mình nấu được nè. Đó, đây là bánh sau khi mình và mẹ mình đã gói xong. Nè, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành chiên đó nha. Mình sẽ tiến hành đổ dầu vô nha. Cái chả ram này các bạn nên chiên ngập dầu là tốt nhất, để cho chả nó được giòn và nó không có quá thấm hút nhiều dầu. Cái chiên cái này nè thì mình thả vô đây một chút muối để hạn chế dầu ăn nó bị bắn. Đó, chiên cá cũng vậy. Có một cách để chúng ta biết được đó là dầu đã đủ sôi hay chưa. Mình sẽ chấm cái đầu đũa vô đây. Nếu như mà xung quanh cái đầu đũa nó chưa có xì bọt khí ra, nó chưa có sôi, và mình chờ nó xì bọt khí ra nó sôi rồi. Tùy theo à, ví dụ mình chiên trái chiên á thì mình phải dầu thịt nóng thì nó còn liền, còn những cái này thì dầu cũng vừa nóng thôi. Chứ không là nếu mà nóng quá là nó cháy cái chả ram ở trong nó để chiên chín. Đó, cho nên là nó cũng không phải là phải làm nguội quá cũng được, mà nóng quá nóng cũng được là nó cháy nha các bạn. Mà ở trong nó không chín được, cho nên là mình cỡ là 70% độ nóng là mình sẽ bỏ vào là vừa này đó, nó cũng có cái độ sôi lên được. Thì đến lúc nó sôi hẳn lên một cái là cái bánh này vàng rồi, ở trong nó vừa chín nha các bạn. Cho lúc chiên thì các bạn để ý chỉnh lửa nhỏ xuống một chút nha, để cho mình có thể bánh của mình chín vào trong ra ngoài. Mặc dù là đậu xanh á thì mình cũng đã luộc hấp chín trước đó rồi, nhưng mà mình vẫn làm như vậy để cho nó ngon hơn. Tìm luôn, đảm bảo luôn nè, nhìn nè. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành trình bày đó một cái dĩa cho đẹp mắt nha, chứ mình ăn thì không có cần đâu, mình ăn mình đổ rồi mình ăn, nhưng mà thôi dù sao mình lỡ quay rồi nên là mình trộn cho đi nhí nè. Mình bỏ cái rau này lên, tùy vào các bạn muốn ăn nhiều rau hay ít rau mà mình sẽ bỏ vô, nhưng mà mình phải ăn nhiều rau tốt hơn cho sức khỏe đúng không. Đó, chưa gì đã thấy hấp dẫn rồi. Tiếp theo tinh tú của chúng ta đây. Đó, các bạn thấy chưa? Nè nè nè, đây phần đặc biệt nhất. Bốn củ chả ram luôn, rất sôi thịt. Mặc dù ăn cay nhưng thật sự rất là đầy đặn đó. Mình sẽ tiến hành rưới xì dầu lên. Các bạn có thấy không đó? Nếu như mà bạn nào hay ăn cay cũng có thể biết đó là mình thay xì dầu vậy là đơn giản nhất đó. Một chút cay đó, trời ơi. Rồi đó, mình rưới là chủ yếu là rưới lên cái mì với rau nha mấy bạn, chứ cũng không cần rưới lên cái chả ram nha. Tại chả ram trong đó nó cũng đã có chút gia vị rồi, khi mình rưới lên mình ăn như vậy này. Các bạn ạ, mẹ mình vì thấy nó quá ngon nên mẹ mình đã tính ăn mà không làm cho mình phần nào để ăn chúng hết. Thôi ít thôi mẹ, mình lên TV mình phải thùy mị thôi, ít thế này này đấy. Ít thôi, ăn ít thôi các bạn. Mình sẽ tiến hành rưới xì dầu vô nha. Mình rất thích ăn, mình ăn đậm đà một chút. Đây, nói chung là mình thấy hấp dẫn quá. Mình cũng nói chung là mình thấy là mình đã thèm rồi. Chẳng biết ăn nó có ngon hay không. Các bạn có thấy dĩa ăn ít của mình không? Đó,
của mình thì chắc chắn là ngon ạ. Mời cả nhà. Ngon mấy bạn. Nó thơm. Nó thơm có đậu xanh mà nó thơm. Không có rau nữa. Thật sự rất ngon á. Mình hứa với các bạn luôn. Mấy cái tiệm mà ở ngoài đường mà bán ở Sài Gòn á, không được như vậy đâu. Mình tự làm nhà vừa ngon, bổ dưỡng, mà rẻ nữa. Cắn thử cho xem. Không có bao nhiêu tiền mấy bạn. Ăn mà cái chợ đây mình nè, đậu xanh á, thì các bạn biết là cái đậu xanh mà nó chín tới là nó sực sực, ăn nó vui vui lắm, cộng thêm cái nấm mèo nó dai dai nữa, ngon tuyệt vời luôn á. Ăn như vậy mình em về nó gọi hơi vừa rồi, nhưng mà bạn nào thích ăn đậm hơn một tí thì có thể bỏ thêm hành ớt hoặc là chấm xì dầu. Mình có thể ăn để đổi vị, không cần nhất định phải là những ngày cay mình mới đổi ra, nhưng mà ăn ngày nào cũng được. Nhắn thịt cá rồi mình có đổi ăn thôi. Cái này mình ăn là không có sợ mập, tại vì nó đúng rồi, mì thì cũng làm trụng lên, rau cũng luộc lên, còn những cái này là cũng không có cần phải dầu, chỉ có một chút dầu để chiên thôi, đúng không? Mà nếu như các bạn mà có nồi chiên không dầu á, mình hoàn toàn có thể sử dụng nó để chiên cái chả lam này, thì lúc đó là nó ăn không có dầu nữa. Một lưu ý nhỏ nữa, nếu như mà các bạn không thích mì nè, thì mình hoàn toàn có thể đổi thành hủ tiếu trộn hoặc là nuôi mình luộc lên ăn như vậy cũng rất là ngon mà hợp. Chiều hôm nay Đà Lạt trời mưa nên là lúc mà quay video này có thể là tiếng mưa nó sẽ bị lấn át vô, nên là nếu các bạn nghe thì thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình, nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Cảm ơn nha, cảm và... ơn các bạn với lại cả nhà để ủng hộ cho con gái mình nhé. Và rất cảm ơn sự có mặt của mẹ mình ngày hôm nay. Nếu như các bạn muốn mẹ mình tiếp tục tham gia những video tiếp theo thì nhớ bình luận dưới đây nha, để mình có cái cớ để ép mẹ mình tham gia tiếp tục nhé. Chào tạm biệt.